Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong những ngày trước đây thì Ngọc Lan có đưa tin liên quan đến việc ông trụ trì của chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh về cái vụ mà ông đem một cái cộng tóc ở ông nói là đem từ ở nước ngoài về cái đó là xá lợi tóc của Phật rồi trưng bày vân vân làm lên nổi lên những cái dư luận nói rằng là không biết là cái sợi này thật hay là không đủ thứ hết rồi sau đó thì nói rằng là ở phía bên việt nam cũng sẽ điều tra thử xem là cái sợi tóc đó có đúng là như vậy hay không nhưng mà đến ngày hôm nay thì ở phía bên giáo hội phật giáo việt nam đã có ra một cái quyết định giống như một hình thức kỷ luật đối với lại ông thích trúc thái minh này hình thức kỷ luật đó là cảnh cáo ừ. tuy nhiên à, cái điều mà họ đưa ra tại sao lại bị kỷ luật cảnh cáo thì trong đó đó họ nói rằng là do cái việc mà trưng bày xá lợi tóc đức phật đó nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin phật giáo ừ. như vậy thì ảnh hưởng nghiêm trọng có nghĩa là như vậy tức là cái cái sợi tóc đó không thật đúng không đúng mà nếu như cái sợi cái gọi là đó là xá lợi phật nó không có thật đó thì ông này thuộc tội lừa đảo luôn rồi chứ làm sao mà chỉ có cảnh cáo thôi cho nên cái việc mà ông làm cái lỗi mà người ta kết luận á với lại cái hình thức kỷ luật á sao mà nó khác xác quắc nhau à. Một bên chỉ có cảnh cáo thôi rồi sám hối trước uh, các uh, chư tôn đức vân vân nhưng mà ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo. Bởi vì sau khi mà cái vụ mà cái cộng tóc Phật này, xá lợi Phật này được đưa lên thì phía Việt Nam nói rằng là sẽ làm việc uh, với bên Myanmar uh, coi coi là cái đó có thật không mà bây giờ không có kè, cái câu kết luận gì hết. Uh, riêng với đài uh, Á Châu Tự Do đó thì đài AFA thì ở trong đó họ có cái bang gọi là những cái bang miếng điện thì khi mà hỏi những người đó rồi những người phóng viên đó người ta mới liên lạc với lại cái tôn giáo ở quốc gia họ thì họ nói không nghe nói gì hết trơn á ừ. cái chuyện mà có cái bảo tàng mà chuyên môn thờ những cái xá lợi phật là có nhưng mà riêng cái vụ mà cái cộng tốc tự chuyển động xá lợi thì ở ngay cái quốc gia đó họ không có nghe nếu có thì đã nghe rồi cho nên Kết luận cuối cùng là gì mà ở đây thì cho rằng là ông này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo, nhưng mà nghiêm trọng tức là cái đó là giả mạo mà giả mạo ảnh hưởng đến bao nhiêu ngàn người rồi ông ta thu được tiền bao nhiêu mà chỉ cảnh cáo thì nghe nó không có không có thuyết phục chút xíu nào hết trơn. Ngày hôm qua tôi đọc được một cái 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 cái, cái tin ngắn họ nói rằng là uh, luật pháp uh, nằm trong tay những cái kẻ mà có thể gọi là đảo ngược lại những cái những cái đạo lý đạo lý hàng ngày anh trộm con vịt để về nhậu thì bị 7 năm tù mà anh trộm của ngân hàng nhà nước Việt Nam cả ngàn tỷ thì bị 14 tháng tù treo đó cho nên Ngọc Trinh đang đối diện với lại 2 năm tới 7 năm tù về tội gây rối nơi công cộng trong khi đó công an dùng xe của mình tông chết một người không dừng lại khi được vẫy là phải dừng lại đó thì chị bị được có vài tháng tù á à, cho nên có nhiều cái nó mình thấy đó ở chỉ có xảy ra ở tại Việt Nam thôi à, có một cái bản tin này cũng vui lắm à, nói về giá nhà đó thì dĩ nhiên là giá nhà ở đâu bây giờ nó cũng mắc hết kể cả khi mà tôi đi qua Houston Texas cũng vậy nữa tôi thấy giá nhà bên đó bắt đầu nó cũng lên từ từ rồi bên Miami bên Florida cũng thấy giá nhà lên nữa à, cái này hay này nha ở Hayward, miền Bắc California ở Hayward đang có một chương trình sổ số nhà giá rẻ cho những người có lợi tức thấp. Thí dụ như quý vị đang có một cái income, một cái lợi tức nào đó mà gọi là lợi tức thấp trong một cái khoản nhất định họ ấn định ra. Thí dụ như là mình à, dưới 250 ngàn một năm đi. Thì quý vị được ghi danh vào một cái chương trình sổ số. Một cái công ty họ xây mấy trăm căn nhà. Họ sẽ để ra ba căn nhà với giá 183.000 đô, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 183.000. Trong khi đến những căn nhà khác là toàn là 4 500 000 không. Họ sổ số để dành cho những người nào có lợi tức thấp, có thể may mắn mua được căn nhà đó. Và họ có 4 năm căn nhà, 4 phòng ngủ với giá là 463.000 anh Nam Kali thì tôi không tôi không biết là có cái chương trình giống như vậy hay không tức là một cái công ty nào đó xây lên một dãy nhà rồi họ tặng cho uh, uh, chính quyền nhà nước. À, nhà này tôi để dành là ba năm, ba canh năm canh gì đó để cho quý vị có một cái chương trình sổ số dành cho những người có lợi tức thấp vẫn có thể mua được. Đó thì thấy cái này cũng hay. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì có một cái uh, tin uh, 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 mà tôi thấy là ngày mùng 1 Tết uh, của Việt Nam mình đó, ngày mùng 1 Tết sẽ là ngày thứ bảy ngày 10 tháng 2 và ngay sau đó một ngày là ngày chủ nhật lại là một cái chương trình Super Bowl lớn nhất nước Mỹ tức là mùng 2 Tết như vậy là niềm vui nhân đôi vừa ăn Tết mà vừa coi Super Bowl vừa đoán coi trận người nào thắng năm nay đó thì còn có bốn trận à, còn có bốn đội cuối cùng thôi đó là đội uh, Lions đội uh, San Francisco 49ers đội Kansas Chiefs và đội uh, Baltimore Ravens thì bốn đội này sẽ gặp nhau vào ngày 28 tháng Giêng tháng 1 đó, 28 tháng 1 để đấu coi còn lại hai đội cuối cùng. Hai đội cuối cùng sẽ là hai đội sẽ bước vào Super Bowl ngày 11 mùng 2 Tết tháng 2 2024 tại Las Vegas. Cho nên hay uh, thì bây giờ mình có thể gọi là uh, cá độ coi 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 là đội nào thắng rồi mình đi ăn tô phở này kia chứ. Theo tôi nghĩ nha là hai đội cuối cùng sẽ vào được trong cái chung kết đó, đó là đội San Francisco 49ers và đội Kansas City. Hai đội này sẽ là vào chung kết. Còn cái đội uh, 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 Kansas và uh, 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 đội Baltimore Ravens cũng như là đội uh, Lions á, thì thấy như là không không có kết không có hy vọng gì lắm. Tôi vẫn kết hai đội này hơn, Kansas và 49ers nó đến Super Bowl là ngọc lan zero điểm không có biết chút xíu nào hết trơn luôn mà chưa biết cái không khí của người ở đây người ta à, chuẩn bị để xem như thế nào thôi à, thưa quý vị à, những người mà chuyên gia về à, dinh dưỡng những nhà à, về à, nghiên cứu về à, sức khỏe tâm lý vân vân thì họ đang đề nghị đó là những ai mà ăn kiêng ăn uống á, thì nên bỏ đi cái tâm trạng rằng là mình cảm thấy mình bị tội lỗi khi mà một ngày mà mình không có ăn đúng chế độ ăn kiêng. Đó, họ nói là ăn uống không có tội, ăn uống không có tội. Chỉ có điều á là mình phải uh, mình để ý cái chuyện ăn của mình. Ví dụ như trong một ngày thì 80% sẽ là nhìn cái những cái món ăn đó là món ăn uh, nó healthy, nó bổ dưỡng cho sức khỏe và 20% kệ cứ ăn cái gì mà mình thích đó thì mình ừ, ăn rồi nếu như ai đang theo những cái chế độ mà ăn kiêng đồ đó nhưng mà đến một ngày đó tự dưng cái uh, uh, có tiệc tùng hoặc là bị bất cứ lý do gì mà họ không đúng chế độ ăn kiêng họ ăn uh, hơi nhiều rồi xong cái họ bị cái mặc cảm họ cảm giác là tội lỗi rằng là ô trời ơi tôi cảm giác là tội quá tôi đã ăn không đúng vân vân thì cái, cái cảm giác đó đó nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe nó không hề tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào hết nó là không nên như vậy À, nên sống thật là thoải mái à, ăn uống thì mình cũng chú ý 80 phần ví dụ mình dung là phần ăn là một trăm phần trăm thì 80 là phải ăn bổ dưỡng ăn có 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 ít à, có lợi cho sức khỏe 20 phần trăm muốn ăn gì ăn nhưng mà đừng có quá là câu nệ cái chuyện đó thì cái mình càng sẽ khổ hơn về vấn đề sức khỏe à, cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai tôi thì không có cảm thấy tội lỗi khi mà không đúng theo cái lịch trình ăn kiêng của mình tại vì trong một năm tôi ăn kiêng có 9 tháng thôi còn 3 tháng cuối năm là tôi không có ăn kiêng đó cái lịch <laughs> trình của tôi là ba tháng tháng 11, tháng 12 và tháng 1 là không có ăn kiêng gì hết À cảm ơn Ê. quý vị theo dõi và ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị